Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, lễ Vu Lan, tháng Vu Lan đã đến rồi. Ngoài chè thất tịch ra, như chúng mình vẫn còn gọi tên cho nó hay, thì có một số các món chay Misu cũng muốn chia sẻ cho các bạn. Và hôm nay Misu sẽ làm video chia sẻ cho các bạn một món điểm xăm chay. Đó là dumpling rau cùng với Misu nha. Bây giờ thì chúng mình cùng vào bếp và tìm hiểu nguyên liệu để chúng mình cùng làm. Trước hết là muốn làm dumpling thì chúng mình phải có cái lá dumpling. Và lá dumpling thì mình sử dụng loại này. Các bạn mua loại tròn và màu trắng như thế này nha các bạn, chứ không phải là loại vàng này. Thế còn là rau thì có nhiều loại dumpling rau lắm, nhưng mà chủ yếu thì cái phần dumpling rau sẽ là bắp cải này, mộc nhĩ này, nấm đông cô tươi này, hành này. Ngoài ra thì nếu mà các bạn thích, các bạn có thể cho thêm là cà rốt này, rồi là khoai môn này. Thế rồi các bạn cho miến này hoặc là bóp đậu phụ ra. Nhưng mà hôm nay Misu chỉ cho các bạn cái món dumpling rau mà Misu rất là thích. Lần nào đi ăn điểm sắm thì là Misu cũng gọi cái loại này. Thì chỉ có những cái này thôi các bạn, là hai loại nấm này và bắp cải là chính với hành thôi. Ngoài ra thì còn có hạt nêm chay và dầu mè nữa. Bây giờ thì chúng mình cùng vào bếp thái nhỏ bắp nhỏ những cái này ra và mình đi trộn và gói dumpling cùng với Misu nhá. Nấm này chúng mình cắt mỏng rồi sẽ thái nhỏ ra này. Hành hoa này các bạn đập dập ra rồi mình thái nhỏ ra. Đây là 10g khô mộc nhĩ các bạn ngâm nở và chúng mình cũng thế thái nhỏ ra cho Misu. Và nửa cái hoặc là 1/3 hoặc 1/4 cái bắp cải. Đây là Misu làm hết một gói này là khoảng độ 20 cái, 40 cái đấy các bạn. Thì Misu sẽ làm một nửa cái, một nửa cái bắp cải. Rồi chúng mình sẽ cho cải bắp vào đây nè. Mộc nhĩ này. Hành này. Nấm này. Các bạn cho Misu 2 teaspoon của bột nêm nấm này. Và 1 tablespoon của dầu mè hay dầu vừng. Giống như Misu nói là các bạn có thể cho là nước tương vào đây, hoặc là các bạn sẽ bóp thêm đậu phụ, hoặc là cho thêm miến vào đây nha. Nhờ Misu thích ăn như thế này thôi. Bây giờ thì chúng mình sẽ trộn đều lên. Đây là cái gói dim sum này. Đây, nó như này đây các bạn này. Bây giờ thì chúng mình sẽ, lúc làm thì các bạn cứ đậy vào, lấy từng cái một ra nhé. Đây Misu sẽ lấy ra này. Nó mỏng như này này các bạn. Mình để trong lòng bàn tay, nhấm tí nước vào như thế này, và cho nhân vào. Rồi mình sẽ lấy cái tay này, mím cái mép này vào, mím ở giữa như thế này các bạn. Rồi phần bên này này, mình sẽ gói một nhịp này. Hai nhịp này. Rồi ấn chặt nó xuống. Mình sẽ được như này. Tiếp tục bên này này, cũng thế. Cầm cái ngón tay này ấn xuống, cho sát vào bên này một nhịp này, bên này này cũng thế, gập bếp nó lại này hai nhịp này, cầm ngón tay này ấn xuống và ta-da, xong rồi đây các bạn, mình sẽ được như thế này đây. Tiếp tục này, các bạn cứ thế làm cho Misu. Có nhiều nó sẽ quen tay các bạn.
Xong rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình đi áp chảo cùng với Misu nha. Thì có hai cách, một là các bạn hấp lên sau đó các bạn áp chảo, nhưng mà nếu mà ở nhà hàng dim sum thì người ta sẽ áp chảo trước và sau đó khi nào mà khách ăn thì người ta sẽ hấp lên vào cho vào sừng để mời khách. Bật bếp trên lửa vừa này, các bạn sẽ cho Misu một xíu dầu ăn thôi nhá, để đủ cái gọi là nóng cái chảo thôi, như thế này thôi này, mình áp chảo không cần dầu mỡ nhá. Các bạn lắc chảo này, gọi là tráng lòng chảo như thế này thôi này. Đó. Rồi mình sẽ cho viên dumpling vào này. Và các bạn gói, nó phải có cái chân như thế này để các bạn, mình sẽ áp chảo cái chân trước nha các bạn nhé. Đây, như thế này. Ở trên lửa nhỏ thôi các bạn. Rồi các bạn ơi, chúng mình kiểm tra này. Đó, nó như thế này nha các bạn. Phần đế nó như thế này là được này, các bạn gắp ra. Và các bạn nhớ check nhé, chỉ cần cái phần đây, cái phần đế của nó như thế này là rất là ngon. Cứ như vậy thì các bạn sẽ gắp ra cho Misu này. Rồi chúng mình sẽ đổ nước vào đây và hấp, hoặc là các bạn sẽ hấp bằng sừng nhá. Xong rồi đây này các bạn ơi, các bạn nhớ nhất là phải cái mẻ thứ hai của Misu đây, và cái đế của nó phải xém như thế này này các bạn này. Và như Misu nói đó, nếu mà ngoài quán thì người ta sẽ đưa vào cái sừng người ta hấp, nhưng mà ở nhà đó thì Misu làm học được của các bạn ấy, làm rất là nhanh các bạn. Để nguyên này, sau khi các bạn đã kiểm tra cái phần đế rồi thì bây giờ chúng mình sẽ cho Misu một ít nước này. Đây, khoảng độ 1/4 hoặc là 1/3 cắp nước thôi. Và để trên lửa nhỏ như thế này, các bạn đậy vung lại. Chúng mình đậy vung lại cho đến bao giờ mà các bạn sẽ nhìn thấy cái vỏ này nó chuyển sang trong hoàn toàn là phần dumpling đã xong các bạn. Mẻ thứ hai, nếu mà phía trên cái đầu nó bị khô đó, thì các bạn sẽ đảo ngược cái phần đế lên như thế này cho Misu. Và chúng mình lại cho nước vào, cho ít nước như thế này thôi nha các bạn. Và mình lại đậy vung lại ở trên lửa nhỏ cho đến khi mà các bạn nhìn thấy cái phần dumpling này nó chuyển màu trong là được. Xong rồi các bạn ơi, trong veo ngon không? Cứ làm như thế này là rất là ngon, mỡ cá rán cá các bạn ạ. Chúng mình sẽ được một miếng ngon như này này các bạn này. Đó, mềm mại thơm, nhân rau củ rất là mát luôn, cho tháng 7 lễ Vu Lan các bạn ạ. Nếu các bạn thích thì Misu xin mời các bạn cùng vào bếp và thưởng thức món chay cùng với Misu nhá. Khi ăn này thì chúng mình sẽ chấm bằng nước tương nha các bạn. Đó. Và đã là dim sum thì không thể thiếu được cái dầu ớt này các bạn. Thế và nếu mà các bạn nào muốn ăn cay ấy, mà đúng cái vị của nó muốn có thì các bạn sẽ phải cho thêm Misu dầu ớt vào phần này. Rồi, nước chấm đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì Misu cùng mời các bạn dumpling chay áp chảo rất là ngon. Dumpling chay trong mùa lễ Vu Lan đây các bạn ơi. Quá ngon luôn. Misu xin mời các bạn cùng vào bếp và chinh phục cùng với Misu nha. Rất là ngon luôn này. Thơm lừng này. Chay tịnh này. Cùng vào bếp với Misu nha. Và Misu xin chúc các bạn thành công. Nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu, Misu xin chúc các bạn và gia đình thân tâm luôn an lạc, gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống.